Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta là quay trở lại kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Tô Tan Cảng. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019. Thì bên mình vừa về một mẫu xe thực sự là rất là hot. Thì mình sẽ dành vài phút ngắn để chia sẻ tới tất cả các bạn. Một mẫu xe đó là chiếc Fortuner, máy xăng số động một cầu, vừa về trong buổi sáng ngày hôm nay xong. Và đây là không gian xưởng cũ. Thì mình cũng mượn cái cầu nâng này của anh em đang kiểm tra 176 hạng mục cho chiếc xe này. Thì để tí nữa các bạn cũng tranh thủ mình coi cái dàn gầm luôn. Bởi vì chiếc xe này thì mang biển số tỉnh nhá, 66A04824. Thì cái điều mà mình muốn nói nhanh trong clip này đó là cái giá. Thực sự là đến thời điểm này thì một chiếc xe máy xăng số động một cầu mà nhập khẩu thì với mức giá chỉ 1 tỷ thôi, thì đây có lẽ là một cái mức giá mình nghĩ là rất là phù hợp cho những anh em nào mà chúng ta đang có ý định mà mua chiếc xe về để chạy gia đình, mà chúng ta không muốn Innova hoặc là những cái Fortuner đời cũ, thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc xe này. Bởi vì cái thời điểm mà 2017 thì chiếc xe này được niêm yết với mức giá là sau khi cộng tất cả chi phí lăn bánh cũng như trước bạ thì chiếc xe này có giá là 1 tỷ 3. Và thời điểm đó chúng ta phải kèm theo 100 triệu phụ kiện. Thì với có một cái xe như thế này thì thời điểm đó thì chiếc xe này tổng mức giá là 1 tỷ tư nhá. Thì sau khi 2 năm và sau khi Việt Nam đã lắp ráp những cái dòng xe máy dầu rồi thì chiếc xe này được bên mình thu vào trong cái chương trình mà khách hàng đổi xe cũ lấy xe mới và khách hàng đổi sang một cái dòng xe cao cấp hơn, đó là Land Prado. Thì chúng ta hãy nhanh tay nhá, liên hệ để được sở hữu một cái mẫu xe. Chúng ta đi coi nhanh nhá. Chiếc xe này vừa về buổi sáng ngày hôm nay nhưng mà cái nước sơn cũng như bên ngoài còn rất là mới. Đó. Thời điểm đó thì trang bị phụ kiện này, gắn phim, che mưa, rồi bọc slot sàn và một số option khác nữa. Đây. Chiếc xe này chúng ta thấy là còn nguyên cái bộ ghế, cái bộ thảm nỉ nhá, chứ chưa được lót sàn. Bởi vì chiếc xe này bản chất là chạy gia đình mà, nên là một số anh em thì cũng không muốn lót cái sàn này lên và để nguyên cái trần, vẫn là trần nỉ này. Có lẽ là không gian cái xưởng cũ này hơi tối xíu nhưng mà chúng ta cũng thông cảm, bởi vì là bên xưởng bên kia thì bên mình đã quá tải cầu nâng rồi, không còn thời gian để cũng như cầu để chúng ta kiểm tra nữa. Vỏ còn nguyên theo xe nhé. Ở đây tối quá nên chúng ta chắc chắn là cũng không nhìn thấy được cái năm sản xuất của cái vỏ này, nhưng mà còn nguyên vỏ theo xe luôn. Đây rồi, tháng 9 2007. Và còn vỏ này thì mình nghĩ rằng là chiếc xe này thì mới chạy được có trên 10.000 thôi, thì cái vỏ này mình nghĩ là chắc phải còn trên 90%. Trung bình một chiếc vỏ nếu mà chúng ta chạy đường đất mà không phải đường cao tốc, được đá thì phải tầm khoảng độ 60.000 chúng ta mới nghĩ chuyện thay vỏ, tùy theo địa hình thôi. Số km đây. Sang đến phiên bản này thì chúng ta đã sử dụng tới chìa khóa thông minh nhé, smart key. Đó. Số km đây. Chiếc xe này nhá, mới chạy được có 19.619 km thôi nhá, mình gọi là 20.000 đi. Cho một chiếc xe được sản xuất 2017 và một cầu số tự động, máy xăng. Đó. Về cái phụ kiện bên trong thì chắc hẳn là quý bạn cũng không còn xa lạ nữa rồi. Đơn giản thì DVD. Đó, và đi kèm với DVD chắc hẳn là camera rear rồi. Đó, đi kèm với DVD thì với một cái xe thông thường bây giờ thì không thể thiếu được DVD và camera rear rồi. Chúng ta có thể quan sát được cái tấm che nắng này này. Tấm chắn nắng trước cũng chưa được bóc ra luôn. Rồi. Chúng ta quan sát nhanh phần gầm nhé, để coi một chiếc xe 2007 thì như thế nào.
cái thời điểm mà 2017 thì chiếc xe này tổng chi phí lăn bánh là 1,4 tỷ, bao gồm cả phụ kiện và chi phí đăng ký. Thì sang tới thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đang được công ty mình niêm yết với mức giá 1 tỷ. Và tất nhiên chắc hẳn quý vị bạn cũng phải thắc mắc là tại sao chiếc xe này thì mang được cái giá nó tốt như vậy. Bởi vì cũng một phần do biển số nhá. Thì bên mình khi mà mua những xe cũ thì đã tính những phương án mà cho anh em nào chúng ta ở thành phố, khi chúng ta sở hữu chiếc xe này thì cái giá này thì cũng là chấp nhận được. Khi mà chúng ta ở thành phố thì chúng ta chịu cái thiệt thòi hơn, đó là chúng ta mất phí đăng ký biển số là 20 triệu. Chúng ta quan sát nhanh, ở đây chúng ta không có đèn. Thì không biết là tối quý vị bạn coi thấy không, nhưng mà toàn bộ chất lượng gầm, khung gầm cũng như là còn rất là tốt. Đó, chưa có dấu hiệu của sự ăn mòn. Thì cái quy trình mà Maruguri Nhật Bản của bên mình ấy, thì về sẽ vệ sinh lại gầm và phủ lên một cái lớp chống rỉ nữa. Thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Bản chất của xe này thì ngày xưa cũng đã được phủ lớp chống rỉ rồi nhá. Thì bên mình về sau khi vệ sinh thì bên mình sẽ tiếp tục làm đúng theo quy trình, đó là phủ lên một lớp chống rỉ nữa. Đó. Bánh xưa cua thì cũng chưa hạ luôn nhé. Chúng ta thấy được là ngày xưa đây dấu hiệu của chúng ta đã phủ một cái lớp khách hàng này tương đối kỹ đó, đã phủ một lớp chống rỉ rồi. Thì bên mình sẽ vẫn theo tiêu chuẩn thôi, lớp xưa cua chưa có hạ luôn nhé. Và chiếc xe này nhá, đang được bên mình niêm yết với mức giá là 1 tỷ cho một chiếc xe máy xăng số động và được sản xuất năm 2017. Thì anh em nào mà chúng ta chưa đủ tiền mua chiếc xe này thì có thể liên hệ bên mình sẽ hỗ trợ trả góp cho tất cả những anh em nào mà chúng ta có hộ khẩu ở ngoài Thành phố Hồ Chí Minh nhá, từ Bình Dương, Đồng Nai hay là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng hay Hòa Bắc gì đó, đều có thể vay qua ngân hàng thông qua hình thức trả góp của công ty tài chính Toyota, và lãi suất thì cũng cực kỳ ưu đãi, đó là có 0.6% trong 6 tháng đầu tiên thôi. Thì mọi thông tin chi tiết thì quý bạn vui lòng liên hệ số điện thoại nhé. Cảm ơn và hẹn lại.